Kính chào quý khán giả luôn đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, nỗi đau của bà Cao Thị Nhung ở thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Một người mẹ suốt hành trình 3 năm cô đơn, vật lộn sau cơn tai biến đã nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả Vòng tay nhân ái. Đó chính là thông tin đầy ấm áp sẻ chia mà chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn. Bên cạnh đó, Vòng tay nhân ái cũng muốn dành thời lượng để nói về những người luôn lần thầm với công tác Hội Chữ Thập Đỏ ở cơ sở để kết nối và trao đi những yêu thương, san sẻ, giúp vơi bớt đi những nhọc nhằn của bao gia đình khốn khó. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 7, chương trình Vòng tay nhân ái đã phát sóng về hoàn cảnh của bà Cao Thị Nhung, một người mẹ già tai biến, lẻ loi, suy sụp trong vô vọng ở thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Ngay sau đó đã nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Một mình lay hoay, lê lết với bệnh tật trong căn nhà tối, lạnh, nồng nặc mùi xú uế một cách cô độc, chới với. Sự bấu víu, hy vọng duy nhất của bà Cao Thị Nhung ở thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, một người mẹ khốn khổ là những người hàng xóm. Và giờ đây, bà có thêm những vòng tay, đồng cảm, sẻ chia. Số tiền 6 triệu đồng, trong đó cán bộ công chức và người lao động chi cục hải quan Đà Lạt ủng hộ 3 triệu đồng. Cùng 6 tấm lòng nhân ái được chương trình Vòng tay nhân ái gửi Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bảo Lâm giúp đỡ bà Cao Thị Nhung, người mẹ khốn khổ ấy trong vòng 1 năm. Mỗi tháng, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bảo Lâm sẽ trích 500.000 đồng, cử cán bộ hội cơ sở mua gạo, thức ăn thiết yếu để đỡ đần bà qua những tháng ngày lẻ loi. Những sự giúp đỡ tiếp theo tới bà Nhung, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bà Trang nhân ái là cách mà những người dân xã Liên Hà, huyện Lâm Hà hay gọi khi nhắc đến người chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ở xã mình. Đó cũng là cách mà bà Nguyễn Thị Minh Trang khơi lửa, duy trì hàng loạt những hoạt động thiện nguyện ở địa phương bằng chính tấm lòng nhân ái và nhiệt huyết của con tim mình. Dẫu trái tim ấy cũng đang đập những nhịp đập mỏi mệt. Đã nhiều năm nay ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, chỗ nào khó khăn, gia đình nào hoạn nạn, người ta đều thấy bà Trang nhân ái có mặt ở đó. Và dù thế nào, bà cũng phải tìm cách để kêu gọi, vận động và tìm nguồn có thể giúp đỡ những số phận éo le. Trong số đó, không ít lần bà từ bỏ những đồng lương ít ỏi của mình để san sẻ với những phần đời ấy. Những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, những cán bộ chi hội chữ thập đỏ không lương của bà, vì thế mà vẫn sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm khi được bà Trang nhân ái tin tưởng, luôn đồng hành đầy tâm huyết trên mỗi chặng đường thiện nguyện, dẫu lắm gặp ghềnh. Cô tội lắm, phải nói cô rất là tội, cô hy sinh hết đó. Nói chung là cô cũng chính cô còn bị bệnh tim, nhưng mà cô không vì thế mà cô ngã quỵ đâu. Cô chính vì như vậy mà tụi chị nêu gương cô, xuất phát là từ tình thương, từ trái tim thôi, phải nói là như vậy. Thành thử là tại vì thấy bà con dân, đồng bào dân tộc ở đây họ còn khổ sở đó, còn khổ sở mà họ lại không biết chữ nữa, họ lại mù chữ nữa. Họ, nói chung là mình xuất phát từ cái tấm lòng thôi. Mang trong người căn bệnh tim, và dẫu nhịp đập trái tim bà có mỏi mệt, thì cũng chính ở nơi ấy, sự nhiệt tâm và lòng nhân ái vẫn luôn mạnh mẽ và điều hướng những bước chân thiện nguyện của bà. Làm chữ thập đỏ mà không có cái tâm, mà sợ khó, sợ khổ, không có sự chân thành xuất phát từ đáy lòng thì không thể nào gắn bó được. Nói chung là cái công tác này là mình ở từ cái tâm thôi con. Mình phải xuất phát từ cái tình thương yêu đối với những người mà họ quá khổ. Họ không có điều kiện vươn lên, cho nên cố gắng là làm. Biết là cô bệnh tim cô thì nó cũng hơi nặng rồi. Nhờ đi thì nó cũng vất vả, nhưng mà cũng phải cố gắng. Bởi vì mình nghĩ tới thương họ, họ cái cảnh nào nhiều cảnh nó rất là khổ. Mà mình nghĩ thì cũng có người khác làm thôi. Nhưng mà bởi vì cái mình thấy cái tình thương yêu đối với họ nó quá nặng. Thì không thể mà có khi là không có mình không biết. Biết cái hoàn cảnh của họ nó sẽ đưa đến đâu,
nó bị đau rồi họ có thể có vượt lên không. Cho nên từ cái chỗ đó mà cô cũng cố gắng là làm để rồi ở đây còn ngày nào thì cô còn khỏe được thì cô cũng đem hết khả năng để rồi đem hết cái nhiệt tâm của mình đi vận động các cái nhà tài trợ. Những ai đã gắn bó với công tác Hội Chữ Thập Đỏ có lẽ sẽ hiểu rất rõ những vất vả lằn thầm, những công việc không tên, những hỗn ngang trăm mối và cả những khát khao. Khát khao làm việc thiện cho đời. Cũng vì lẽ ấy mà ở đâu có những người cán bộ hội tâm huyết, ở đó nhiều số phận sẽ được đỡ đần kịp thời qua cơn sóng gió. Riêng xã Liên Hà là cô Nguyễn Thị Minh Trang, là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Liên Hà. Là trong những năm qua là cô là cũng hoàn thành là xuất sắc nhiệm vụ và những gì mà cô đã làm thì đã chứng minh và những cái việc làm cụ thể của cô đã góp mình vào cái công việc của hội là hết tâm huyết để lo cho bà con có cuộc sống nghèo rồi khó khăn rồi là những các cháu có cái hoàn cảnh khó khăn. Cô là cũng liên hệ là không những ở trong huyện mà ngoài huyện, ngoài tỉnh. Đấy là cô cũng làm các cuộc vận động rất là tốt và cũng đã được mọi các tổ chức, cơ quan đoàn thể đã đến là ủng hộ những cái người mà khó khăn, đặc biệt của xã Liên Hà. Có lẽ sẽ rất nhiều năm sau, khi tuổi cao, sức yếu, công tác hội sẽ có những cán bộ đảm nhiệm. Thế nhưng người ta sẽ vẫn nhắc về bà Trang, người chủ tịch hội với trái tim nhân ái. Người ta vẫn nhớ về điều mong mỏi của bà, mong có sức khỏe để tiếp tục những hành trình vô tận, hành trình của những tấm lòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được những tình cảm, sự đồng hành của những tấm lòng luôn sẻ chia. Vòng tay nhân ái xin thông tin về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình từ ngày 23 tháng 7 đến 29 tháng 7 2019. Chị Nguyễn Thị Nga, 40D An Dương Vương, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 600.000 đồng. Phật tử chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1.500.000 đồng. Chị Lê Thị Anh Đào, 256 Đà Thiện, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Chị Bùi Thị Kim Nga, 8 bis Nguyễn Viết Xuân, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Đào Ngọc Anh, 47 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 2 triệu đồng. Bác Phạm Thị Lý, 68 Ngô Thời Nhậm, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Thanh Trúc, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Sen, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Cán bộ công chức và người lao động chi cục hải quan Đà Lạt, 17B đường 3 tháng 4 Đà Lạt ủng hộ 3 triệu đồng. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hảo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu, 77/40 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Cero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyễn Tử Lực, phường 8, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Phà Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Phà Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Phà Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Ba cháu Ngân Liên Quang Sang và Ngân Giang Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 25 kg gạo và 1 triệu đồng. Anh Mai Duy Châu, 840 thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, Bảo Lộc ủng hộ 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sự chia sẻ của quý vị sẽ lan tỏa để có thêm những tấm lòng biết tới những phần đời khốn khó, để vơi đi những giọt nước mắt khổ đau, tuyệt vọng, đang chới với những cùng cực của số phận khi tai họa giáng xuống mỗi mái nhà.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục Vòng tay nhân ái. Và cảm ơn những yêu thương đang tiếp tục lan tỏa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.